Hệ thống đầu tư Atarget xin kính chào tất cả quý nhà đầu tư. Hôm nay rất vui được gặp lại quý nhà đầu tư trong bản tin thị trường ngày 13 tháng 7 năm 2020. Cho em xin hỏi là trạng thái tiền mặt và cổ phiếu trong danh mục của các anh chị hiện tại là ra sao ạ? Các anh chị có câu trả lời hoặc các anh chị tương tác với hệ thống thì các anh chị vui lòng comment ở dưới video này, em sẽ trao đổi và trực tiếp với tất cả các anh chị. Và những anh chị nào muốn cập nhật các thông tin tín hiệu của hệ thống đầu tư Atarget trong phiên cũng như các khuyến nghị mua bán trực tiếp thì các anh chị vui lòng add Zalo qua số điện thoại 0936398685 thì em sẽ trao đổi cũng như add các anh chị vào trong Zoom, hoặc có những cái thắc mắc gì thì chúng ta sẽ trao đổi ngay trong phiên. Còn về thị trường ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng trong phiên ngày hôm nay thị trường cũng khá tích cực vào phiên buổi sáng, khi điểm số của chúng ta tăng cũng khá tích cực, cùng với đó là chỉ số phái sinh cũng tăng khá là tốt. Tuy nhiên đến phiên chiều thì cái áp lực bán cũng đã xảy ra, nhưng chỉ số vẫn đóng cửa ở quanh mức tham chiếu và giảm điểm nhẹ. Và trong thời gian tới chúng ta nên hành động như thế nào và cụ thể thị trường diễn biến ra sao thì xin mời tất cả các anh chị theo dõi bản tin thị trường ngày hôm nay. Vâng ạ, như chúng ta đã biết rằng đó là trong phiên ngày hôm nay thì áp lực bán cũng đã xảy ra nhẹ khi mà số cổ phiếu giảm nhiều hơn số cổ phiếu tăng. Số cổ phiếu giảm của sàn VN Index là 230 cổ, còn số cổ phiếu tăng là 149 cổ. Còn về cụ thể hiện tại thị trường của chúng ta ra sao và biến động như thế nào thì hệ thống cũng xin cập nhật lại với tất cả các anh chị những khuyến nghị của hệ thống trong thời gian vừa qua. Thì trong thời gian vừa qua thì hệ thống cũng đã nhận định vùng này, quanh vùng đó là quanh vùng 900 thì hệ thống cũng đã cảnh báo và nhận định đối với các anh chị là khách hàng ở trong Zoom của hệ thống đầu tư Atarget đã xảy ra 4 phiên phân phối ạ. Đây là 1 phiên, 2 phiên, 3 phiên đã cảnh báo các anh chị là chúng ta có thể canh chốt lời và canh chốt lời dần. Và phiên thứ tư đó là phiên phân phối thứ tư rất là mạnh vào ngày 11 tháng 6 thì hệ thống cũng đã khuyến nghị tất cả các anh chị là của chúng ta đó là bán cổ phiếu ra và chúng ta giữ trạng thái tiền mặt và tiếp tục quan sát thị trường. Và trong cái thời gian vừa qua thì chúng ta đã thấy rằng là thị trường của chúng ta cũng đã có những cái mức điều chỉnh, chúng ta thấy rằng đây cũng là những cái mức điều chỉnh của thị trường và tuy nhiên là khối lượng thấp. Thì đến những vùng điều chỉnh vừa qua thì hệ thống vẫn khuyến nghị chủ đạo của chúng ta đó là đứng ngoài và quan sát thị trường. Và tại những cái thời điểm như thế này thì chúng ta hoàn toàn có hai kịch bản xảy ra, đó là kịch bản thị trường có thể thủng mốc 800 và thị trường sẽ hướng về đó là mốc 650. Tuy nhiên điều này đã không xảy ra khi ngưỡng hỗ trợ mạnh đó là quanh vùng 820 và 830 là thị trường cũng đã hồi phục trở lại. Thị trường của chúng ta sau khi gãy đường MA50 thì cũng đã hồi phục trở lại. Và việc hồi phục trở lại như thế này thì trong thời gian vừa qua thì hệ thống đầu tư Atarget cũng quan sát thị trường khá là kỹ và cho thấy rằng là khi mà thị trường của chúng ta giảm ở mức sâu hoặc là các cổ phiếu của chúng ta điều chỉnh sâu thì đều có những cái lực cầu khá là tích cực tham gia thị trường. Và trong tuần vừa qua là thị trường của chúng ta cũng tăng điểm khá là tích cực. Và đến hiện tại thì thị trường của chúng ta đang gặp đó là cái ngưỡng kháng cự ở phía trước ạ. Đây là ngưỡng kháng cự ở phía trước này. Thế nên là xác suất hệ thống đánh giá là sẽ có những cái phiên điều chỉnh ngắn hoặc là đi ngang hoặc là biến động trong biên độ thấp. Thì vấn đề là hôm nay chúng ta thấy rằng là cũng là một cái phiên mà đóng cửa ở mức thấp. Tuy nhiên là khối lượng giao dịch thì cũng giảm đi, cho thấy rằng áp lực bán cũng không xảy ra quá mạnh. Và vấn đề là thị trường của chúng ta có thể đi ngang hoặc điều chỉnh thêm 1 đến 2 phiên nữa. Tuy nhiên thời gian điều chỉnh sắp tới và đi ngang sắp tới là thời điểm đó là chúng ta canh mua cổ phiếu. Và quan điểm của hệ thống đầu tư Atarget đó là thời gian tới chúng ta sẽ canh mua cổ phiếu có thể 1 đến 2 phiên nữa hoặc là trong tuần này. Cụ thể diễn biến ra sao
và khuyến nghị là mua những cổ phiếu nào, thì hệ thống cũng đã lên danh mục cho tất cả các anh chị khách hàng rồi và khuyến nghị cụ thể như thế nào. Thì những anh chị nào muốn cập nhật các tín hiệu của hệ thống đầu tư AltaGap thì các anh chị add Zalo của em qua số điện thoại, thì em sẽ add các anh chị vào trong Zoom, đó là trong Zoom chung của hệ thống đầu tư AltaGap. Còn đối với trạng thái hiện tại thì chúng ta thấy rằng đây là những ngưỡng kháng cự, và theo hệ thống đánh giá là với trạng thái này thì thị trường của chúng ta cũng sẽ sớm đó là quay trở lại vùng đỉnh cũ, đó là quay trở lại vùng đỉnh cũ vùng 900. Và khi mà vùng 900 đó, thị trường của chúng ta cũng sẽ có những cái ngưỡng đây là những cái ngưỡng kháng cự ở phía trước và khối lượng cũng khá là lớn. Thế nên là cái việc mà khi mà thị trường quay về 900 thì cái khả năng điều chỉnh cũng sẽ xảy ra. Và sau khi điều chỉnh như vậy và dòng tiền tiếp tục gia tăng thì thị trường của chúng ta sẽ vượt cái mốc 900 ở trong thời gian tới. Nghĩa là xu hướng của thị trường của chúng ta sẽ là xu hướng vừa đi lên vừa điều chỉnh trong thời gian tới. Và hiện tại cũng đã có rất nhiều các cổ phiếu cũng đã thu hút dòng tiền tốt, cũng đã chạm hỗ trợ và hồi phục trở lại cũng khá là tốt. Và ngắn hạn thì là đang điều chỉnh. Thì cái việc ngắn hạn đang điều chỉnh như vậy là cơ hội để chúng ta canh mua cổ phiếu ở những vùng giá tốt. Đó là với quan điểm của hệ thống đầu tư AltaGap, đó là xu hướng thị trường của chúng ta vừa qua sau những cái phiên phân phối như ngắn hạn vừa qua là đến hiện tại là thị trường của chúng ta đã hồi phục lại trở lại. Và với cái trạng thái hồi phục như thế này thì thị trường của chúng ta sẽ tiếp tục duy trì một cái xu hướng tăng tiếp. Và những cái phiên phân phối vừa qua theo nguyên tắc của Can Slim, của William O'Neil, thì những cái phiên phân phối vừa qua sẽ dần dần được xóa bỏ và thay vào đó là một cái chu kỳ và xu hướng của thị trường, đó là một xu hướng tăng. Còn cái kịch bản mà thị trường giảm điểm về vùng 650 và vùng thấp hơn vùng 700-650 thì hiện tại với xác suất rất là thấp, và với những cái trạng thái khá là phức tạp về tình hình thế giới cũng như là tình hình dịch bệnh như hiện tại, cũng như là tác động nền kinh tế của thế giới đến Việt Nam, thì mặc dù giả sử nếu có những cái trạng thái dịch bệnh xảy ra lần thứ hai nữa thì đối với Việt Nam cũng đã có những cái kế hoạch và có những cái cách phòng chống, và cái mức độ ảnh hưởng sẽ không nặng như lần đầu tiên nữa. Và xu hướng của thị trường chúng ta sẽ tiếp tục là một cái xu hướng đi lên. Và điều quan trọng nhất mà các anh chị hệ thống cũng đã đứng ngoài và quan sát rất là kỹ ở trong nhịp vừa qua, đó là thị trường của chúng ta khi mỗi khi ở vùng giá thấp hoặc cổ phiếu ở vùng giá thấp đều có lực cầu rất là tích cực tham gia, thì cho thấy là lượng tiền đang ở bên ngoài cũng khá là nhiều và đang chờ đợi một nhịp tăng và một nhịp bùng nổ trong thời gian tới. Về phân tách của các cổ phiếu và các dòng cổ phiếu cụ thể ở trong thời gian tới thì đầu tiên là chúng ta sẽ đi đến với các cổ phiếu dòng ngân hàng. Dòng ngân hàng hiện tại thì đối với các cổ phiếu chẳng hạn như là CTG, ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng đầu phiên CTG cũng tăng khá là tích cực, tuy nhiên là cuối phiên là đóng cửa ở mức thấp. Thì việc mà CTG chạm lại đỉnh cũ như thế này thì đây cho thấy rằng đang là một cái trạng thái test lại đối với cổ phiếu CTG, và chúng ta có thể canh chỉnh trong những cái phiên sắp tới để chúng ta tham gia đối với cổ phiếu này. Và hệ thống đánh giá cổ phiếu này cũng là một cổ phiếu hiện tại vẫn đang khá là tích cực so với thị trường, đang nằm trên những cái đường MA20 và trên những đường MA50. Dòng tiền ở những phiên vừa qua cũng khá là tích cực. Tiếp theo là cổ phiếu BIDV. BIDV của chúng ta cũng vậy, trạng thái thì cũng khá giống với cổ phiếu CTG. Vừa qua đây cũng là những cái vùng đỉnh cũ. Hiện tại thì đối với BIDV thì chưa về cái vùng đỉnh cũ như đối với cổ phiếu CTG. Nhưng trạng thái dòng tiền vừa qua thì cũng có những cái phiên khá là tích cực. Và BIDV các anh chị cũng quan sát và canh, chúng ta canh những cái vùng giá hợp lý và vùng giá thấp để chúng ta tham gia. Tiếp theo đối với các cổ phiếu dòng ngân hàng, hiện tại thì chúng ta thấy rằng đó là có cổ phiếu VIB. VIB vừa qua đây là cũng là những cái nhịp tăng khá là tích cực và biến động với biên độ khá là chặt chẽ này. Và vừa qua chúng ta thấy rằng trong tuần vừa qua cũng đã có những cái phiên bùng nổ đối với cổ phiếu VIB và khối lượng gia tăng so với mức trung bình, và hiện tại đang điều chỉnh với khối lượng thấp như này. Thì đối với cổ phiếu này thì các anh chị cũng có thể canh mua trong những phiên tới đối với cổ phiếu VIP nhé. Tuy nhiên là việc mà chúng ta canh mua thì chúng ta vẫn phải đảm bảo
những cái yếu tố và những cái nguyên tắc quản trị rủi ro nhất định. Và trong danh mục của chúng ta thì cũng nên phân chia thành 4 đến 5 cổ phiếu và chúng ta phân bổ tỷ trọng một cách hợp lý để chúng ta quản trị rủi ro tốt nhất cũng như là để tận dụng tốt nhất những cơ hội trên thị trường. Và cụ thể ra sao thì các anh chị có thể là add Zalo của em để chúng ta có thể trao đổi sâu hơn và rõ hơn. Còn đối với các cổ phiếu của dòng ngân hàng như là Vietcombank đợt này và nhịp này, đối với Vietcombank nhịp trước, sóng trước thì hệ thống cũng đã khuyến nghị các anh chị tham gia Vietcombank. Tuy nhiên là sóng này thì Vietcombank thì chúng ta cũng cần phải quan sát thêm, khi cái lượng dòng tiền mà tham gia thì cũng chưa phải là quá mạnh mẽ thì chúng ta có thể quan sát thêm. STB thì vừa qua cũng là một cổ phiếu mà thu hút dòng tiền. STB và hiện tại thì cũng đang test lại với khối lượng thấp, thì xu hướng của STB vẫn là một cái xu hướng tăng. Vẫn là một cái xu hướng tăng, tuy nhiên là về mức độ dòng tiền chưa có sự đột biến so với cái những cái vùng đỉnh trước này. Như thế này thì STB cũng sẽ cần thêm cái thời gian. Mặc dù nghĩa là cổ phiếu này cũng là cổ phiếu theo hệ thống đánh giá là những cái cổ phiếu mà mang tính hạng 2, nó sẽ là yếu hơn so với những cái cổ phiếu mà hạng đầu chẳng hạn như là CTG và BIDV. Một số các cổ phiếu như ACB thì chúng ta thấy rằng là ACB thì hiện tại thì vẫn đang có xu hướng là tích lũy khối lượng ở mức thấp, và chúng ta đối với cổ phiếu này thì vùng này nếu mà các anh chị xác định là chúng ta mua và nắm giữ thì đối với cổ phiếu này vùng này thì cũng khá là an toàn rồi. Chúng ta có thể canh chỉnh thêm 1 đến 2 phiên nữa chúng ta mua thì cũng khá là ok. Tuy nhiên là đối với cổ phiếu này thì để mà vượt được đỉnh cũ như này, đây là những cái vùng mà chúng ta thấy rằng là đây là những cái vùng kháng cự và khối lượng cũng khá là cao, thì cái việc mà vượt được đỉnh cũ thì cũng sẽ mất nhiều thời gian hơn. Đó là đối với các cổ phiếu của dòng ngân hàng. Dòng chứng khoán hiện tại thì chúng ta thấy rằng một số các cổ phiếu như là SSI cũng đang chạm những cái ngưỡng kháng cự này, đang chạm ngưỡng kháng cự và ngày hôm nay là cũng điều chỉnh đóng cửa ở mức thấp trong phiên. Thì đối với cổ phiếu SSI thì cũng có thể sẽ có những cái nhịp chỉnh ngắn rồi sau đó mới bứt phá được những cái vùng đỉnh cũ như thế này. Thì việc mà các anh chị quan sát thêm 1-2 phiên nữa xem nhịp chỉnh của cổ phiếu SSI như thế nào và chúng ta thấy có sự an toàn hay không để chúng ta có thể tham gia mới đối với cổ phiếu này. Cổ phiếu HCM vừa qua thì chúng ta cũng thấy rằng đối với cổ phiếu HCM vừa qua thì cũng đây cũng là cổ phiếu mà vừa qua cũng đã chia cổ tức 7% đúng không ạ? Và hiện tại thì cũng đang biến động ở quanh những cái vùng kháng cự. Đây là những cái vùng kháng cự đỉnh cũ này. Khả năng cổ phiếu cũng sẽ có một cái nhịp test nhẹ về cái đường MA20. Thì lúc đó là chúng ta sẽ canh. Nếu mà test nhẹ ở đường MA20 và khối lượng ở mức thấp thì chúng ta có thể bắt đầu tham gia từng phần đối với cổ phiếu HCM nhé. Hoặc là dòng chứng khoán thì chúng ta thấy rằng SHS. SHS nhìn này cũng khá là tích cực đối với cổ phiếu SHS. Vừa qua chúng ta thấy rằng đây là biến động với biên độ lớn này, sau đó là tích lũy, biến động chặt dần, biên độ thấp dần và sau đó tiếp tục bùng nổ. Thì đối với cổ phiếu SHS vừa hiện tại thì cũng đang biến động với biên độ lớn này và hiện tại thì đang có một cái xu hướng tích lũy đối với cổ phiếu SHS và vùng này thì hoàn toàn các anh chị có thể canh ở mua ở vùng 13 đến 13.2 đối với cổ phiếu SHS. Đây là vùng mà cổ phiếu đang có những cái trạng thái tích lũy cũng khá là chặt chẽ đối với cổ phiếu này. Đấy, hệ thống là điểm danh một số cái cổ phiếu chính nhá của thị trường nhá. Những anh chị nào có những cái cổ phiếu mà mình đang nắm giữ này hoặc có những cái cổ phiếu khác các anh chị muốn hỏi thì các anh chị vui lòng comment ở dưới video này thì em sẽ chia sẻ cụ thể với các anh chị. Tiếp theo đó là các cổ phiếu của dòng thép. Dòng thép thì chúng ta thấy rằng ngày hôm nay thì đối với HPG thì chúng ta cũng đã thấy có những cái nhịp chỉnh về đường MA20 đối với cổ phiếu HPG và vùng này thì các anh chị hoàn toàn là chúng ta có thể canh đối với cổ phiếu HPG quanh vùng này để chúng ta tham gia cổ phiếu này. Đây là một nhịp tăng khá là tích cực này, sau đó là có sự điều chỉnh và biến động tích lũy đi ngang và hiện tại là đang test lại với trạng thái khá là tích cực đối với cổ phiếu HPG. Dòng tiền lớn cũng đã tham gia cổ phiếu này rồi và hiện tại ở vùng này đang chạm quanh những cái vùng gọi là chúng ta thấy rằng đây là những cái vùng gọi là hỗ trợ của đối với cổ phiếu HPG trong vùng hiện tại thì các anh chị có thể canh mua dần đối với cổ phiếu này và nếu có những cái vùng giá tốt hơn thì các anh chị hoàn toàn có thể tham gia ở trong những phiên tiếp theo.
HSG hiện tại cũng đang là một cái xu hướng, đó là xu hướng đi ngang và tích lũy với biên độ cũng khá là thấp. HSG cũng như là trạng thái của HPG nhé. Vùng này thì theo hệ thống đánh giá là chúng ta kết hợp với thị trường chung và canh những trạng thái tích lũy hoặc là những cái phiên điều chỉnh tích cực đối với cổ phiếu HSG để chúng ta có thể canh và chúng ta mua. Còn khi nào chúng ta mua cụ thể thì các anh chị sẽ chờ thêm, hệ thống sẽ khuyến nghị trực tiếp với các anh chị ở trong phiên với mức giá mua của chúng ta là cụ thể là như thế nào. Tiếp theo đến với một số các cổ phiếu, chẳng hạn như là trong bất động sản chúng ta thấy rằng có VSM. VSM vừa qua thu hút dòng tiền cũng đang test lại với trạng thái cũng khá là tốt này. Trạng thái và khối lượng ở mức thấp thì vùng này hoàn toàn, nếu mà các anh chị chúng ta thấy rằng là cũng quanh những cái vùng hỗ trợ khá mạnh đối với cổ phiếu VSM rồi. Đây chúng ta thấy rằng đây là những cái vùng hỗ trợ khá mạnh đối với VSM này. Và xu hướng vừa qua cũng đã có những phiên thu hút dòng tiền khá là tốt. Thì cổ phiếu này xác suất và cao là xu hướng sẽ tăng tiếp ở trong thời gian tới nhé. Một số các cổ phiếu dòng bất động sản khu công nghiệp như SSC thì cũng đang chạm những cái vùng, đó là đây ạ, vùng đỉnh cũ của cái chữ V kép đúng không ạ? Và đang có những trạng thái tích lũy lại với khối lượng ở mức thấp này. Thì các anh chị cũng có thể theo dõi thêm này. Các cổ phiếu như là PHR. PHR thì chúng ta thấy rằng đang có những cái trạng thái test lại đường MA20 với khối lượng thấp. Các anh chị lưu ý là khi mà gặp những cái vùng kháng cự này, kháng cự ở trong ngắn hạn thì chúng ta thấy rằng cổ phiếu thông thường là sẽ có những cái nhịp test lại. Test lại đến vùng này thì chúng ta cũng lại thấy rằng đó là PSL, vùng này lại là những cái vùng hỗ trợ rồi. Vùng hỗ trợ thì khi gặp những cái vùng hỗ trợ như thế này thì việc khối lượng đang giảm dần và kết hợp với thị trường chung thì các anh chị hoàn toàn đó là chúng ta có thể là canh, chúng ta mua dần đối với các cổ phiếu PSR ở trong trạng thái hiện tại. Một số các cổ phiếu khác mà các anh chị cũng đáng khá là chú ý ở trong thời điểm hiện tại, chẳng hạn như KSB cũng là một cổ phiếu mà chúng ta thấy rằng vừa qua đối với cổ phiếu KSB là tiếp tục vẫn đang duy trì một xu hướng đi lên và trong ngắn hạn thì đang gặp những cái vùng đỉnh cũ này. Đây là những cái vùng đỉnh cũ và đang có những cái dấu hiệu test lại. Chúng ta thấy rằng đây cũng là những cái vùng kháng cự này, kháng cự trong ngắn hạn và cổ phiếu đang test lại với khối lượng thấp như này, đó là trạng thái tích cực nhé. Các anh chị có thể canh ở quanh vùng 24 đến 24.5 thì đối chúng ta có thể canh mua đối với cổ phiếu KSB. Thì đây cũng là những cái cổ phiếu mà khá tốt ở trong trạng thái hiện tại. CTR một cổ phiếu mà hiện tại cũng đang xu hướng là đó là xu hướng đi lên này, điều chỉnh chạm đường MA50 này. Đường MA50 thì cũng như chia sẻ với các anh chị đã biết, đây là một đường thể hiện một cái kênh xu hướng dài hạn của một cổ phiếu. Thì CTR của chúng ta thì vừa nằm trên đường MA50 và vừa nằm trên đường MA20 thì cho thấy là xu hướng tăng vẫn được duy trì và cổ phiếu này biến động trong biên độ hẹp như thế này thì các anh chị chúng ta cũng có thể là canh mua và nắm giữ dài đối với cổ phiếu CTR. Còn đối với các cổ phiếu mà hiện tại như là dòng dầu khí thì hệ thống đánh giá cao như cổ phiếu GAT. Cổ phiếu GAT trạng thái cũng đang tích lũy khá là tốt này. Vùng này đã thu hút dòng tiền test lại điều chỉnh với khối lượng ở mức thấp thì đối với cổ phiếu GAT cũng trạng thái khá là tích cực này. Cổ phiếu tiếp theo là PVB cũng khá là tích cực ở trong ngắn hạn hiện tại. Chúng ta thấy rằng PVB gặp những cái vùng đỉnh cũ này. Đây là những cái trạng thái cổ phiếu gặp đỉnh cũ này. Đỉnh cũ là bị test lại, gặp đỉnh cũ này, vượt đỉnh cũ một chút xong test lại. Vùng này là đang tích lũy với biên độ khá là thấp thì hoàn toàn là đối với PVB vùng này các anh chị mua và nắm giữ ở trạng thái vùng này cũng khá là tốt. Còn hai cổ phiếu, một số cổ phiếu yếu hơn chẳng hạn như là PVS này. Đây là tích lũy cổ phiếu, chia sẻ với anh chị đây là nền trên này, nền dưới, việc tích lũy như thế này thì với khối lượng thấp cũng khá là tốt. Tuy nhiên là để cổ phiếu mà lên mạnh thì cũng sẽ phải lên này, gặp kháng cự ở vùng trên này thì có thể xác suất cao lại điều chỉnh và sau đó mới lên tiếp. Thì nhưng mà nhìn chung là nếu mà các anh chị mua ở vùng này thì cái mức độ an toàn cũng khá là cao rồi. Tuy nhiên là để cổ phiếu có thể chạy mạnh được hay không ấy thì cũng là một cái vấn đề mà chúng ta cần phải lưu ý. Thay vì đó, dòng tiền chúng ta có thể đối với giải ngân các cổ phiếu dòng dầu khí thì chúng ta có thể giải ngân đối với cổ phiếu như là GAT và PVB. PVD thì vùng này cổ phiếu cũng đang tích lũy khá là tích cực nhé.
PVD vùng này cũng đang tích lũy khá là tích cực. Cái trạng thái thì cũng như giống như cái trạng thái của cổ phiếu PVS thì vẫn đang yếu hơn, còn dòng dầu khí là ưu tiên hơn như là GAT và PVB. Thì một số các cổ phiếu khác mà các anh chị cũng cần phải lưu ý là chúng ta quan sát thêm, chẳng hạn như là FPT. FPT trong ngày hôm nay cũng khá là tích cực, tuy nhiên là do FPT vùng này thì cũng sẽ gặp những cái vùng, đó là những cái vùng kháng cự mạnh. Nhưng về một cái xu hướng chung và dài hạn thì đối với FPT hiện tại vẫn đang là một cái xu hướng tăng. Các anh chị có thể canh những cái phiên chỉnh khi mà gặp cái vùng kháng cự mạnh này thì khả năng vừa lên lại vừa chỉnh, thì các anh chị có thể canh những phiên chỉnh chúng ta xác định là mua và nắm giữ. Còn xu hướng cổ phiếu này cũng đang khá là tốt này. Các cổ phiếu tiếp theo là PET này, PET điều chỉnh này, điều chỉnh lấp lại khoảng trống đối với cổ phiếu PET nhưng mà xu hướng tăng vẫn là tốt nhá. Thì PET các anh chị thấy rằng những cái mô hình này chúng ta vừa qua gặp rất là nhiều đúng không ạ, như các cổ phiếu như là FTS hoặc là DGV kép, thì đó là những cái xu hướng đi lên này, khối lượng lớn này, test lại về nền xong tiếp tục lại duy trì xu hướng đi lên. Thì đối với cổ phiếu PET cũng là một cổ phiếu đang duy trì một cái xu hướng cũng khá là tốt này. Tiếp theo đó là cổ phiếu chia sẻ của các anh chị là KDC. KDC thì vùng này thì chia sẻ với anh chị là vẫn đang duy trì một cái xu hướng tăng cũng khá là tích cực đối với cổ phiếu KDC này, vẫn đang duy trì một xu hướng tăng. Và hiện tại vùng này là vùng đang là vùng tích lũy đối với cổ phiếu KDC và xu hướng là sẽ tăng tiếp ở trong thời gian tới. Tuy nhiên là trong cái việc có thể chỉnh nhẹ này xong rồi tăng, tuy nhiên là sẽ gặp và chạm những cái vùng đỉnh cũ, thì cái việc mà test lại rồi tăng tiếp đó là chuyện rất là bình thường. Tuy nhiên về một cái xu hướng chung và dài hạn thì KDC cũng đang là một cái cổ phiếu khá tốt ở trong thời điểm hiện tại. Ngoài ra thì giới thiệu với các anh chị một số các cổ phiếu mà thanh khoản thấp của ngành nhiệt điện như là BTP. Chúng ta cũng thấy là cổ phiếu này còn xu hướng sẽ còn tăng tiếp. Đây là thanh khoản thấp nhưng mà hiện tại thì sẽ còn tăng tiếp ở trong những cái thời gian tới này. Hoặc là cổ phiếu HND. HND cũng vậy nhé. Chia sẻ với anh chị đây cũng là những cái cổ phiếu có đó là gì, thanh khoản thì cũng ở mức thấp và chúng ta chỉ tham gia được một phần thôi, phần tiền nhỏ thôi, nhưng mà xu hướng hiện tại vẫn đang là một cái xu hướng tăng khá là tích cực và sẽ phù hợp hơn, những cái cổ phiếu thanh khoản thấp này sẽ phù hợp hơn với các anh chị xác nhận là chúng ta mua và nắm giữ ở trên thị trường ở trong thời điểm hiện tại. Đó là vừa qua hệ thống cũng chia sẻ với các anh chị về những cái cổ phiếu mà tiềm năng các anh chị cần theo dõi ở trong thời điểm hiện tại. Trong một cái xu hướng thị trường vẫn đang là tích cái xu hướng là điều chỉnh nhẹ, tích lũy đi ngang và sau đó là xu hướng tiếp tục là một xu hướng tăng, thì hệ thống vẫn đánh giá xác suất là thị trường sẽ bước vào một xu hướng tăng xác suất rất cao là trong thời gian tới. Và hành động chính của chúng ta ở trong lúc này đó là chúng ta sẽ canh cổ phiếu ở mức chỉnh để chúng ta xác nhận là mua vào và với vùng giá một cách tốt nhất để chúng ta đảm bảo được cái mức an toàn và cũng như là có một cái mức lợi nhuận tốt nhất. Còn tất cả những anh chị nào mà muốn cập nhật tất cả các tín hiệu trong phiên khi nào mua hoặc là khi nào bán cổ phiếu thì các anh chị vui lòng add Zalo qua số điện thoại của em, đó là 0936398685 để em có thể cũng như là trao đổi cũng như là chia sẻ với các anh chị một cách tốt nhất. Và những anh chị nào có những cái câu hỏi hoặc hỏi riêng những cái cổ phiếu thì các anh chị có thể comment ở trong video ở bên dưới nhé. Vâng ạ, đó là em cũng đã chia sẻ với anh chị về bản tin ngắn của thị trường ở trong thời điểm hiện tại. Và cũng xin rất cảm ơn, xin cảm ơn tất cả các anh chị đã theo dõi bản tin của hệ thống đầu tư Atarget ngày hôm nay. Và các anh chị nhớ like video nhé, để ủng hộ hệ thống cũng như là để em tiếp tục có thể ra được những cái video hữu ích hơn và hỗ trợ tư vấn tốt hơn cho tất cả các anh chị. Và mong những cái nhận định vừa qua của hệ thống đầu tư Atarget sẽ là những cái cơ sở để các anh chị có thể tham khảo và đưa ra những cái quyết định đầu tư một cách tốt nhất. Em xin cảm ơn và xin chúc cho các anh chị giao dịch thành công và hẹn gặp lại các anh chị trong những bản tin tiếp theo. Em xin cảm ơn ạ và hẹn gặp lại tất cả các anh chị.